Chào anh em nhé, anh em nay xưởng mới về thêm con TA 270 số cơ bên cơ này, mới về hôm nay luôn, chưa dọn gì luôn anh em, vẫn đang còn sơn zin, máy móc còn nguyên zin đẹp, thiếu mất hai cái đèn nữa nha, cục trước khô ráo sạch sẽ này, lốp trước thì mòn, lốp sau thì mới thay, Otani Thái Lan, số cơ bên cơ nha anh em. Con này 270 số cơ bên cơ này, yên còn rất là đẹp. Anh chủ cũ còn lót thêm cả hạt gỗ này, ngồi cho nó đỡ êm không. Đấy, và thêm một con 325 nữa này, con này cũng sơn rin luôn này. Máy móc khô ráo sạch sẽ. Đấy, còn nguyên rin hết. Mỗi tội cái tem này, tem ngày xưa mua mấy anh dán 375, nhưng con này chỉ có 325 thôi. Số con này, con này cũng số cơ bên cơ nha anh em, số cơ bên cơ, hai cầu trợ lực lái đầy đủ hết, với về chưa dọn nhưng mà vẫn toàn những con xe còn chất còn liền nha anh em. Cái này thì thích bác nào đẹp thì có sơn là dán áo là đẹp thôi, cái xe nó máy số nó không có lỗi. Anh em nào nhu cầu thì cứ liên hệ em dọn, em quay video chi tiết gửi cho. Rồi, chào anh em nhé.